đất này có nước vô nhưng mà rút nước rồi. Mình mới đi vô lẹp xẹp bùn không, sẽ lên bùn đen không đó. Mấy cái dòng Suri 5000 đồ á là nó được nó bắt đầu sản xuất ở Ấn Độ từ năm khoảng năm 98 rồi đó, 97 98. Cái con đầu tiên nó sản xuất ở Ấn Độ là con 5310. Mình không biết là nên dùng cái từ sản xuất là lắp ráp nữa, tại cái đó chưa có nắm rõ. Từ cái con 5310 đó là dài về sau đó, dòng Suri 5000. Cũng có một số bạn nhầm lẫn á, là ở Ấn Độ có nhà máy cho nên là đa số John Deere đời mới bây giờ là từ Ấn Độ không à. Nhưng thực ra là nó chỉ có một số dòng sản xuất ở Ấn Độ thôi. Hai cậu đi đất bùn mà nhìn đã bư. John Deere này cái logo con nai vàng của nó hình như là nó có con nai bạc nữa, nai trắng á. Con này tính ra ở đây thì nó cũng là lớn nhất đồng mà nè. Sớ cái đồng Long Sơn này là nhiều. Ở Phú Vĩnh, Phú Long rồi thì có con 5715. Chứ con Fiat 80-90. Như có con Yanma 6000 nữa. Đồng này thì
con 5065 này với hai con 5310 với hai con Shiboga 52 Fiat Kubota dòng mà 6640 độ thì ở đây không gặp, mấy đồng khác thì nhiều lắm. Đắp bờ thì có con 5065 này đắp với con Fiat 4566. Fiat 4566 là 66 là cái series 66 của nó đó. Con này là đắp bờ, cuốn gom, sớ. Đó, chờ 3 môn mới luôn. Cái dàn sớ này màu xanh, không biết dàn sớ theo xe hay là dàn sớ ở đây. Mình nhìn dàn sớ cũng không có quen nữa. Đa số ở mình đây thì dàn sớ, ta xài dàn sớ xưởng này làm nhiều. Con này bự bự vậy nè, mà nhìn nó lật là phải tháo cái làm ủi ra để nhìn thấy được hai cái bánh trước, nhìn từ trước á, nhìn nó lật cái lắm. Đâu có, nếu kể là kể sót rồi. Còn con 7040 nữa, con nói với con này cặp hai cầu máy lớn. Còn nổ chợ
này buông ra ngồi anh thả không luôn à. Buông ra nói chuyện là hả không luôn. Anh kia mà